Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món ăn ngon vô cùng đơn giản nhưng mà rất là hấp dẫn đó quý vị. Đó, món này thì các bé chắc là rất là thích luôn đó quý vị ơi. Món này món trứng chiên cà chua. Thì mình làm đơn giản thôi, chỉ có trứng với cà chua. Mà chúng ta làm như thế nào để được một cái món trứng chiên cà chua đậm vị thơm ngon hấp dẫn cho các bé để thưởng thức hết quý vị. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể kết hợp thêm thịt băm nữa, cũng rất là ngon luôn, rất là đơn giản. Thì mình một chút xíu thì mình cũng có chia sẻ cho quý vị luôn. Rồi bây giờ thì mời quý vị cùng vào bếp để thực hiện cái món ngon mà rất là đơn giản này nha. Rồi đây là những cái nguyên liệu mà quý vị hãy chuẩn bị cho mình trước để chúng ta thực hiện cái món này nó nhanh chóng và đơn giản luôn. Đó, thì quý vị chuẩn bị cho mình đó là 4 trứng gà hoặc là 4 trứng vịt đều được ha. Cà chua thì mình sử dụng ở đây là có một trái cà chua, bên cạnh đó thì có hành lá nè, rồi ngò gí nữa để cho nó thơm quý vị. Bên cạnh mà một trái cà chua này mình có sử dụng khoảng chục cái trái cà chua bi nha quý vị. Nó mình để nhiều vô nhìn cho hấp dẫn chút xíu nha, nhưng mà mình xài chắc khoảng chục trái à. Rồi bên cạnh đó thì gia vị thì thông thường thôi, đường, muối, bột ngọt, rồi hạt nêm hay gì đó quý vị, rồi nước tương nữa, đã đầy đủ rồi. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện những cái bước đầu tiên. Thì những cái công đoạn rất là đơn giản nhưng mình cũng vẫn chia sẻ cho quý vị và các bạn, những bạn mà có lần đầu mà vào bếp á, cũng có thể dễ dàng thực hiện. Đó là mình sử dụng gốc hành để chút xíu mình phi. Gốc hành thì mình cắt ra và mình đập dập dập hết quý vị cho nó thơm. Rồi sau đó mình cũng băm ra luôn. Rồi về phần lá, lá của hành thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Cắt nhỏ nhỏ ra đó quý vị. Mình để vô một lát, mình để chung với trứng. Hành lá thì nó sẽ rất là thơm nha. Rồi các bạn cũng cắt nhỏ ra như vậy cho giùm mình luôn nha. Sau khi mà chúng ta cắt hành lá rồi, bây giờ mình sẽ cắt cà chua. Cà chua thì mình sẽ bỏ cái phần cuống này. Sau đó thì mình sẽ dùng cái mũi dao mình tách nhẹ nhẹ để mình loại bỏ hết cái phần hạt. Nếu quý vị nào mà không thích thì chúng ta để luôn cũng được, không sao. Đó, cái nửa trái này cũng vậy luôn. Mình cắt cái phần cuống nè, nhẹ nhẹ thôi để nó, rồi mình từ từ mình mới tách bỏ luôn cái phần hạt đó quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra như là múi cao nha quý vị. Cắt theo dạng múi cao. Cắt hết trái này luôn. Nếu quý vị mà không sử dụng cà chua bi á thì mình sử dụng hai trái cà chua này nha. Mình cũng cắt như vậy luôn. Rồi sau khi mà chúng ta cắt như vậy xong thì mình sẽ cắt lại như cái dạng hạt lựu nha quý vị. Nếu mà các bạn mà thích ăn cà chua băm này mà không thích cà chua bi thì mình có thể sử dụng hai trái cà chua thay thế cho phần cà chua bi. Cái phần cà chua bi này thì mình cắt làm hai. Các bạn nào mà siêng thì có thể bỏ luôn cái phần hạt ở trong nha. Mình thì hơi lười nên mình sẽ để lại cái phần hạt luôn. Rồi sau đó thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái tô và mình sẽ đập cái phần trứng vào. Thì tùy quý vị có thể sử dụng trứng gà hoặc là trứng vịt đều được. Rồi mình tách bỏ vô hết nha. Hôm nay mình sử dụng 4 trứng thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đánh cho nó đều lên nha. Đánh cho cái phần trứng nó hòa quyện vào giữa cái phần chồng đỏ và chồng trắng. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần hành lá vào luôn. Mình cho khoảng 3 phần tư nha quý vị. 3 phần tư vào cái phần trứng này luôn. Chừa lại một phần. Mình để sau. Rồi sau đó thì mình sẽ nêm một ít gia vị nha. Gia vị thì mình chắc mình nêm hơi nhạt thôi quý vị.
Đó, mình cho một xíu muối. Để một lát á, mình có thể ăn với nước mắm nè, tương ớt nè, hoặc là nước tương cũng rất là ngon. Sau đó mình sẽ cho một xíu bột ngọt các quý vị, cũng như là đường. Đó, thì mình nêm hơi nhạt nhạt chút xíu. Rồi mình cũng đánh cho nó tan cái phần gia vị luôn nha quý vị. Lúc này thì mình sẽ bắt một cái chảo lên, sau khi mà đã chuẩn bị xong những cái phần nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên. Đợi cho chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vào. Đó, rồi mình chán cho cái phần dầu này á, nó đều cái chảo luôn nha quý vị. Rồi bây giờ mà các bạn hãy đợi cho cái phần dầu này nó nóng lên. Rồi mình sẽ cho cái phần gốc hành vào. Nếu quý vị không sử dụng gốc hành thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái củ hành tím đó quý vị. Củ hành tím hoặc là tỏi cũng được, phi lên cho nó thơm. Để tiện thì mình sử dụng gốc hành luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cái phần gốc hành nó thơm lên nha quý vị. Mình thấy nó vừa thơm lên là được, hơi vàng vàng. Sau đó mình sẽ cho cà chua vào. Rồi mình sẽ xào sơ nha quý vị. Rồi xào cho cà chua nó vừa chín tới. Do mình làm cái này mình ăn chung với cái phần nước chấm nên mình sẽ làm nhạt nhạt thôi quý vị. Nên mình chưa có nêm nếm gia vị nhiều ở đây nha. Mình chỉ cho một muỗng nước tương thôi. Nếu quý vị nào mà thích cho nó vừa ăn luôn á thì mình sẽ nêm nếm gia vị lúc này. Chẳng hạn như là mình cho một muỗng nước tương, cho nửa muỗng đường và chút xíu ngọt đó quý vị. Đó, rồi mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình, nên cho nó vừa ăn luôn á. Thì một lát á, mình để trứng vô là nó vừa luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho cà chua vào. Rồi các bạn ăn với cái nước chấm thì mình làm hơi nhạt nhạt xíu nha. Rồi cà chua bi thì mình cho từ từ vào. Mình để cà chua nó có vị chua. Nói chung là có vị cà chua tự nhiên á. Nên mình sẽ để đây và mình không có xào gì hết. Sau đó mình mới cho trứng vào. Cho hết cái phần trứng vào nha quý vị. Cho nó từ từ đều. Và lúc này thì các bạn sẽ dùng đũa của mình để mình để cho cái phần cà chua nó đều ra theo cái ý của mình. Lưu ý là lúc này các bạn nên để lửa nhỏ ra nha, cho cái phần trứng mình nó chín từ 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 từ. Đừng để lửa lớn quá, nó sẽ bị cháy cái phần đít. Và cái phần trứng ở bên trên thì nó sẽ chưa có chín đó quý vị. Rồi bây giờ mình cứ để lửa nhỏ để từ từ thì một chút xíu á, cái phần trứng của mình nó sẽ chín từ từ lên nha quý vị. Nó sẽ ráo mặt. Rồi, cái trong lúc mà đợi trứng chín này thì mình cũng còn cái phần phần ngò quý vị. Thì tùy các bạn thích ăn ngò nhiều hay ngò ít thì mình thì chỉ về sử dụng một nhánh thôi. Thì lúc này mình sẽ cắt cái phần ngò mà mình bỏ vào luôn. Để cho nó thơm ha. Có thể là các bạn muốn hơi ăn hơi cay nhẹ thì các bạn có thể xịt lên một xíu tiêu cho nó thơm cũng rất là ngon. Còn các bạn nào không thích ăn cay thì khỏi. Rồi bây giờ còn một ít hành nữa mình chừa lại quý vị. Đó, mình cho lên luôn cho nó đều lại ha. Có màu xanh, màu đỏ và hơi vàng vàng của trứng, nhìn rất là bắt mắt, rất là thơm ngon. Đó, món này các bé rất là thích đây. Các bạn có thể biến tấu. Nói chung là các bạn có thể kết hợp với một ít thịt bằm á, mình xào thịt bằm trước cho chín rồi mình để vô, rồi mình để trứng vô cũng được. Rồi bây giờ thì cái phần trứng của mình á, cái phần trứng này nó đã chín rồi nè, nhìn rất là ngon và bắt mắt. Đó, thì kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB đã chia sẻ xong cho quý vị một cái món ăn ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh. Nếu thích nhớ ấn cho mình một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đặc biệt là quý vị nào mà chưa đăng ký, nhớ ấn đăng ký kênh để khi nào mà kênh có video mới á, thì quý vị có thể là người xem đầu tiên. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.